mình sẽ đi tiếp tục nhé cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ đi đâu đây? Mọi người đoán thử xem nào. Đây là những cái món ăn mà Harry siêu thích, đó là takoyaki. Đó, các bạn thấy không? Những cái nguyên liệu thì nó như thế này. Và Harry rất là mê khoai lang, cho nên Harry đặt thêm cái khoai lang nữa. Và ta-da! Nó sẽ là như thế này. Nhưng mà Harry cảm thấy không đủ. Đúng rồi, phải có phô mai chứ. Đó, và khi xong món ăn thì như thế nào nhỉ? Ta-da! Đấy, phô mai tên chảy á mọi người ơi. Lấy cái thịt nó chấm, trời ơi, nó siêu ngon. Ăn xong rồi thì mình sẽ đi dạo một chút xíu về cái khu không đê á mọi người. Mình ra ngoài mình đi dạo một chút xíu để mà đỡ mặt bất cả nhà. Nó thế thôi, không có gì hết. Sau đó thì mình cũng sẽ nghe nhạc. Nó rất là lãng mạn á mọi người, nhưng mà hơi lãng lạn. Mà công nhận anh này hát hơi bị được nha. Mình thì đang nghe rất là cảm thấy lãng mạn, nhưng mà mấy em gái kia rung trên quá trời luôn. Chắc rất là lạnh ha mọi người. Harry thấy ảnh hát hay quá, cho nên Harry quảng bá cho bạn đó luôn. Đó, thế này nha. Đây là khu cái chỗ mà hôm đê ở cả nhà. Trời ơi, nhạc sung quá trời sung. Tại sao không nhảy? Phải đi nhảy chứ, đúng không? Sau khi mình nhảy ở ngoài đường xong rồi thì mình phải đi ăn tiếp mọi người ơi. Ví dụ như là những cái món tteokbokki nè, oden nè. Đó, rồi có những cái món mà chi kim là những cái món mà chiên vậy đó. Trời ơi, nó siêu ngon. Ăn xong về nhà mình phải khui đồ tiếp nữa. Những cái món đồ này á, từng cái á, là Harry mua 20.000 won, tức là 400.000 đồng nhé cả nhà. Một cái á, thì nó có cái kim tuyến lấp lánh nó đi rơi xuống. Còn một cái này á, là nó kiểu như là chụp hình đó mọi người, rất là dễ thương luôn. Cái này là cái đồ tai nghe của Apple á mọi người. Nó là một cái giỏ đó kiểu như vậy. Và cái này là cái gì? Đồ này không phải là thuộc về Harry, đó là của hai bạn kia. Trời ơi, hai bạn kia vui quá trời luôn. Đồ này là đồ gì đây nhỉ? Đây là cái món ampoule mà chăm sóc da đó mọi người, khoảng chừng 1.6 triệu nha. Còn đây là cái foundation nha cả nhà ơi, hàng mới nhất, khoảng chừng là 750.000 đồng á. Giá cũng ok ha. Còn đằng này là cái gì đây? Cái gì mà dài quá ta? Đây Harry mua là khoảng chừng 400.000 đồng á mọi người. Mọi người đoán cùng với Harry nhé. Đó là món gì đây? À, cái tấm lót ngay bếp. Cái chân của mình nó vừa mới tắm xong mình ra ngoài nè. Cái tay mình khô không? Em có hiểu gì? Em, bây giờ vừa hạt phóng ra đây kìa. Em có biết cái kiểu như là cục đá chưa thô không? Nó thấm nước ngược chưa? Nó thấm nó quái đó. Và cái này là phía trên là nó có cái bụng đó đó. Cho nên mới bị vậy. Cho nên mới vậy. Cho nên xài có xài lại hoài được. Sau đây sẽ là một cái teaser dành cho tập sau nhé cả nhà. Hello. Phải anh Cao Mạnh Thùy không ạ? Cao Mạnh Thùy? Tôi không biết người đó là ai. Thôi anh đừng có giả bộ nữa anh Thùy ơi. Anh đừng có giả bộ nói tiếng Hàn nữa. Tôi biết anh là người Việt Nam, đừng có giả bộ nói tiếng Hàn nữa. Anh đã trễ quá hạn thanh toán ở ngân hàng của tôi rồi. Tôi đã nói rồi là tôi không phải là Cao Mạnh Thùy hay là Cao Mạnh Thùy gì hết. Tôi không có biết người đó là ai. Lần trước tôi gọi cũng gặp anh mà, anh nói sao vậy? Ê, tôi nói thiệt luôn là tôi dùng cái số điện thoại 7-8 năm rồi. Đừng có giả bộ nói giọng lớn lớn nữa. Câu chuyện này là câu chuyện có thật. Có gì thì tập sau, các bạn nhớ đến xem nha. Bye bye.